các công đoàn độc lập ngay lập tức, thay vì trì hoãn thêm 5 năm. Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Chương lao động của hiệp định này cho phép thành lập các công đoàn độc lập không trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mà nhà nước trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, nghị quyết phê chuẩn hiệp định có một chú thích rằng, trong trường hợp có tranh chấp, Việt Nam sẽ không bị trừng phạt thương mại trong vòng 3 năm đối với tất cả các nghĩa vụ và 5 năm liên quan đến hai nghĩa vụ về quyền tự do liên kết và quyền thương lượng tập thể. Vì vậy, dù trong suốt tháng 11, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã kêu gọi thành lập các nghiệp đoàn độc lập để nắm bắt cơ hội từ CPTPP và EFTA, dự định của họ có thể bị ngăn cản trong vòng 5 năm tới. Trong tuần qua, dù RFA và RFI tiếng Việt vẫn đưa tin về cơ hội nghiệp đoàn độc lập, chỉ còn Hội Nhà báo Độc lập của Phạm Chí Dũng tích cực tuyên truyền về vấn đề này. Họ đang tập trung vào hai thông điệp công kích. Thứ nhất, họ phản đối nhà nước trì hoãn việc thực thi các nghĩa vụ về quyền tự do liên kết và quyền thương lượng tập thể mà CPTPP quy định. Thứ hai, họ công kích việc Việt Nam đặt các công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng như quy định ở Điều 1 Luật Công đoàn năm 2012. Để thuyết phục độc giả, họ viết rằng công đoàn phải coi việc bảo vệ quyền lợi của công nhân, bao gồm cả các quyền chính trị, là mục đích cao nhất, thay vì được đặt dưới sự lãnh đạo của các chính đảng. Ngoài ra, Phạm Chí Dũng đang tuyên truyền rằng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là thủ phạm của âm mưu không sửa luật công đoàn. Theo lý giải của Dũng, thì Tổng Liên đoàn đang dựng nên nguy cơ hình thành các công đoàn vàng để thuyết phục Quốc hội không sửa luật công đoàn, khiến tổ chức này tiếp tục được hưởng 3% quỹ lương doanh nghiệp. Cách lý giải của ông Dũng thể hiện một tầm nhìn hạn hẹp vì vấn đề công đoàn độc lập đặt ra các lo ngại về an ninh, trật tự của toàn xã hội, chứ không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi riêng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy Hội Nhà báo Độc lập nên lưu ý hai điều. Thứ nhất, nhà nước Việt Nam ký CPTPP với các chính phủ nước ngoài, chứ không phải với họ. Thứ hai, trong loạt bài viết về công đoàn độc lập, họ chỉ đưa ra ý kiến chủ quan của mình, chứ chưa từng phỏng vấn người lao động Việt Nam. Nói cách khác, họ là người ngoài cuộc trong chuyện CPTPP và chuyện công đoàn, nhưng lại đang nói quá nhiều trong cả hai chuyện đó. Như vậy, họ thực sự muốn giúp người lao động, hay chỉ muốn thành lập các tổ chức chống đối đội lốt công đoàn độc lập để biến người lao động thành con tốt trong ván cờ lật đổ của mình? Câu trả lời đang ngày càng lộ rõ. Nếu 11 quốc gia còn lại trong hiệp định CPTPP thấy cách hành xử của Việt Nam không hợp cam kết, họ sẽ tự có ý kiến với Việt Nam. Nếu người lao động muốn thành lập công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình, họ sẽ tự làm điều đó sau 5 năm nữa mà không cần tổ chức nào xúi giục. Là người ngoài cuộc, nhóm Phạm Chí Dũng nên tập trung lo việc của mình, thay vì giả vờ lên tiếng cứu đời để đi lợi dụng các lực lượng khác.